bạn bạn cho mình hỏi bạn bạn có biết nhà là lụa ở đâu không? Lụa mà ở xóm dưới ấy. Lụa ở xóm dưới ạ? Nhìn mặt thế này là không biết rồi. Nhưng mà nhìn bạn trông trông mặt bạn có trí đấy, được đấy. Ô. Em ơi. Em tên là lụa đúng không? Dạ. Xinh đấy. Bạn bên này với bạn bên này cãi nhau à? Sao mỗi người một nơi đấy, không phá cái hàng rào này để đến với nhau đi. Ây trời. Ôi. Anh ơi, anh làm sao ấy? Hình như ở đây hở điện hay sao ấy? Nhìn vào đôi mắt em cái điện chạy tê hết rồi. Cho mình hỏi đây có phải nhà của lụa không? Đúng rồi. Xin tự giới thiệu, mình tên là Quick. Quick à? Cháu của cô Cúc. À, quen biết. Vào nhà ngồi. Vào đây. Cô Cúc bảo đằng ấy là một người thông minh, lém lỉnh, hóm hình, dễ thương. Với lại cả là cô Cúc bảo là nhìn em rất là xinh đẹp. Thế nhưng mà... Mà sao hả anh? Hôm nay đến đây nhìn em xinh cứ như là cô Tấm. Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Mình sinh ra là để mình dành cho nhau. Thế thì... Nghiêm túc. Hôm nay anh đến đây muốn là sang hai đứa mình tìm hiểu nhau. Dạ. Và tương lai là muốn đến hôn nhân với cả lụa. Dạ. Lụa đồng ý không? Lụa? Ừ. Ôi anh ơi, em là La mà, không phải là lụa. Không, La là ai? La là em của lụa. Ô, thế từ nãy giờ mình quýt tán là tán lại nhầm địa chỉ à? Ôi, phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Cháu chào bác ạ. Nhà tôi là có được ba mụ con gái. Dạ. Gấm thì lấy chồng rồi. Dạ. Lụa và Là là đều chưa có gì. Thì thôi, đã nhớ đến đây thế này rồi. Dạ. Thì là tìm hiểu được, cứ tìm hiểu. Thế Là thấy thế nào? Thế là nó đồng ý rồi đấy. Ừ. Thế anh thấy thế nào? Tất nhiên rồi ạ. Rồi. Cháu đồng ý ạ. Được. Cháu cảm ơn bác ạ. Sao lại cảm ơn bác? Nếu mà đồng ý rồi thì phải cảm ơn bố vợ tương lai gì này. Bố vợ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tình huống cưa nhầm địa chỉ. Nhưng tại sao chúng tôi lại mang tới tình huống này? Có lẽ chúng ta nên hỏi Trang. Lúc đầu ra cái gọi lụa cái là em có linh cảm rồi đấy. Bố mẹ em cũng kiểu quen nhau kiểu tình huống tương tự như thế. Nhà bà ngoại thì có bác Gấm, bác Lụa và mẹ em là. Bố em đến nhà chơi, mục tiêu là đến là chị Lụa. Nhưng mà kiểu lúc đấy là bác Lụa là cũng hình như cũng có ý với ai đấy rồi ấy. Thế là toàn là mẹ em tiếp. Thì lâu dần thì nảy sinh tình cảm ấy ạ. Người ta gọi là tình chị mà duyên em đấy. Đến lúc này thì bố mẹ em tình cảm thế nào? Bố mẹ em thì bây giờ rất là kiểu hạnh phúc ấy. Từ bây giờ em luôn kiểu hôm trước em cũng tâm sự mẹ em là con sau này con chỉ cần là kiểu chồng con yêu thương con như kiểu cách bố yêu mẹ thôi. Vậy thì bây giờ thế này, sáng thêm một cái đèn nữa rồi đấy. Wow, thêm một cái đèn nữa rồi, tròn 5 đèn rồi, không còn cái gì để ấn nữa rồi. Xin chương trình được kết nối với bố của bạn Trang ạ. Chào Thành Trung, chào quý vị trường quay, chào bạn Lam nhé. Chào chú ạ. Mình xem cái tiểu phẩm của chương trình mà mình buồn cười quá mà tại sao lại có mình ở trong đó. Mà Duy Lam giống mình khi nói với ông ngoại thế không biết. Đấy, chính câu chuyện của vợ chồng anh ấy đã truyền cảm hứng cho ban biên tập cũng như là chương trình để tạo ra một cái tình huống đáng yêu đến như vậy.